xin chào các bạn khán thính giả thân yêu như đã hẹn với các bạn thì ngày hôm nay à, trong khung giờ phát sóng này thì mai sẽ gửi tới các bạn nội dung của tập 6 của chính là tập cuối của chuyện chúng ta sẽ cùng lắng nghe những diễn biến cuối cùng sau đây để biết được là à, kết thúc câu chuyện như thế nào cũng như là chia sẻ cảm nhận của bạn dưới phần bình luận đăng ký kênh và tiếp thêm cho mai cũng như team truyện thật nhiều động lực và khi mà nhấn nút chia sẻ nữa các bạn nhé còn bây giờ thì xin mời các bạn cùng lắng nghe tập cuối. Vì lý do cho thai nhi cô đồng ý nhập viện Dòng dã suốt một tuần cô mới được xuất viện Suốt một tuần qua Cả luôn bên cạnh chăm sóc cô Làm cô vừa biết ơn vừa tủi thân cho mình Đã lẽ ra vào những lúc thế này Người cô yêu nhất sẽ đồng hành cùng cô Chứ không phải người bạn thân nhất Cái giúp cô thu dọn ít đồ Cô ngồi thất thần trên giường bệnh Gương mặt hồng hào một chút Vì mấy ngày nay cô đã cố gắng tịnh dưỡng Cài thấy cô bần thần trong lòng Anh rất bất an Em đang suy nghĩ gì vậy không có gì ạ Một chút chuyện linh tinh thôi anh Em với Trịnh Tuấn không thể giải quyết được à? Nếu anh ta biết em đang mang thai Không chừng chịu lắng nghe em giải thích Chuyện gì không được Thì mình không nên gượng ép mà Có thể em vốn dĩ và anh ấy Chỉ là người đồng hành cùng nhau được một thời gian ngắn Em không muốn lợi dụng con mình đưa kéo anh ấy Thuần Mỹ à Đó đâu phải lợi dụng Đứa bé cần cha của nó mà Cai nói trong khi lòng anh quặn đau Cô bất lực nói không thay đổi được gì đâu anh à cô cảm thấy cô và anh hết thật rồi cái chuyện bé tí như vậy thế mà anh hiểu lầm to đùng ra rồi không thèm giải quyết cùng cô không thể níu kéo được nữa sau này cuộc sống còn dài biết rằng sẽ còn nhiều chuyện gì xảy ra đây nếu như vậy cố chấp làm gì chỉ làm cả hai mệt mỏi mất lòng tin hoàn toàn vào nhau lấy đâu ra động lực mà cùng nhau sống tiếp chứ cái đau đớn hỏi cô bây giờ anh đưa em về đâu đây về đâu nữa ạ à? Bây giờ em vẫn phải trở về căn biệt thự to lớn Nhưng em hơi ấm thôi Ca ngậm ngùi im lặng Đưa cô ra xe rồi đưa cô về Về cần tới biệt thự Cô kêu anh dừng xe để mình tự đi bộ vào Bóng dáng nhỏ nhắn bước xuống mệt mỏi Lê bước về nơi mà cô dần xa lạ Cai đứng ngay trước cửa xe Nhìn đến khi bóng dáng xinh xắn đó khuất tầm nhìn Anh mới ra về Cô vào trong nhà, căn biệt thự vẫn vậy Vẫn im lặng đến đáng sợ Thì thoảng vang lên tiếng nói của người giúp việc dưới bếp Cô đi thẳng lên lầu mở cánh cửa phòng Thấy anh đang nằm trên giường Cảnh tượng hoàn toàn không nằm trong suy nghĩ của cô Cô nặng nề thở rồi đi vào trong Cô phất lờ hình bóng của anh đi vào phòng tắm Tắm rửa sạch sẽ rồi thay đồ Khi bước ra thấy anh thay xong âu phục Đang thắt cả vạt Cô chỉ bị im lặng leo lên giường nằm Lấy mền phủ kín người Anh bá đạo hỏi cô Đi đâu hơn một tuần nay? Cô im lặng không muốn trả lời Hậu quả khiến cô khắc yếu tim anh im lặng bước tới kéo tấm mền nhìn cô chằm chặp điều này làm tim cô muốn bay ra khỏi lồng ngực cứ tưởng anh bỏ ra ngoài không ngờ anh hành động như vậy anh làm gì chứ tôi hỏi em xem không trả lời em đi đâu một tuần qua anh quan tâm tôi làm gì nữa câu hỏi đó là màu không khí càng cứng hơn cuối cùng anh đứng dậy cười nhếch miệng được lắm nói dứt câu anh bỏ ra khỏi phòng bên trong chỉ còn mình cô cô thực sự sợ và mệt mỏi cô không muốn tiếp tục ở đây chút nào nữa cái cảnh này làm cô quá sợ Thực sự sợ và buồn Trong đầu nảy ra ý định Và cô quyết định thực hiện ngay bây giờ Cô đi nhanh vào phòng đồ Lấy một ít quần áo Một số thứ cần thiết cho vào vali Tất cả về trang sức cô để lại Không lấy cái gì Chỉ nhận cưới cô và anh Cô cũng tháo nó ra đặt trên kệ tủ đầu giường Cô lấy máy gọi cuộc điện thoại Rồi tắt máy Bước vào phòng vệ sinh thay quần áo khác Rồi kéo vali đi xuống lầu Người giúp việc thấy vậy chạy lại hỏi thăm Phu nhân à cô đi đâu thế Tôi ra ngoài một thời gian Mọi người lại làm việc tốt nhé hi sâu một hơi cô lấy can đảm nói Thật ra rời khỏi căn biệt thự này Chính cô cũng khó chấp nhận Không ngờ anh và cô đến bước đường này Tránh dây dưa phiền phức Cô nhanh chóng kéo vali ra khỏi căn biệt thự Một chiếc ô tô màu trắng sang trọng Đậu cách đó không xa Người đàn ông điển trai đứng dựa vào cửa xe Tỏ vẻ chờ đợi Cô kéo vali dẹ dặt bước tới ca à, lại làm phiền anh Được khách sáo với anh, em lên xe đi cô nhanh chóng ngồi lên xe chiếc xe lăn bánh trên đường phố đông đúc cuối cùng rẽ vào căn nhà khang trang mẹ em thấy anh chắc là vui lắm đấy ừ, anh vinh dự quá nhưng mẹ sẽ thất vọng về em em không giữ trọn vẹn hôn nhân của mình còn là mẹ đơn thân em không biết mẹ em sẽ nghĩ thế nào không muốn thấy mẹ sốc đến phát ngất cô vừa nói vừa rơi nước mắt lúc này đây anh an ủi cô tuấn mỹ à em đừng bi quan như thế chuyện gì cũng có thể giải quyết được em và trịnh tuấn vẫn trên danh nghĩa vợ chồng hai người vẫn có thể quay lại với nhau chuyện gì cũng có cách giải quyết nhưng chuyện của em và anh ấy thì không ra đi là sự giải thoát cho cả hai mà cô nói mặt tim thì bất chợt nhói lên bước vào bên trong thấy mẹ và dì hà vui vẻ trò chuyện họ không hề hay biết điều gì về biến cố xảy ra giữa cô với anh cô bước tới gần chỗ phía mẹ mình đang ngồi thả nhẹ chiếc vali rồi quỳ gối xuống trước mặt bà bà lương không hề biết chuyện gì xảy ra bà ngơ ngác nhìn cô thuần mỹ con sao thế con không thể thực hiện lời hứa với mẹ con không thể trọn vẹn hạnh phúc còn quay lại là mẹ lo lắng nữa Củ cúi đầu rơi lệ ý con là sao nghe cô nói trong lòng bà nóng cả lên con tan vỡ hôn nhân rồi mẹ à con không thể giữ hạnh phúc cho mình con không thể giữ người con rể quý của mẹ còn mang lại nhiều tai tiếng cho mẹ về sau nữa Sao có thể Chẳng phải hai đứa đang rất tốt à Tại sao xảy ra cấu sự này chứ Bà Lương hít thở không thông Mà vẫn cố gượng hỏi cô Anh ấy mất lòng tin với con rồi Đây là lý do Khi chúng con không thể bên nhau được nữa Sau khi kể hết mọi việc cho bà Lương nghe Cô nhẹ lòng hơn chút Vì điều cô lo lắng nhất Chính là cảm xúc của mẹ Bây giờ tạm ổn Mẹ cô cũng hiểu cho cô Vì thế cô phải cố gắng sống tốt đang ngồi suy tư trong phòng Nghĩ về tương lai phía trước Cô cảm thấy nhiều thứ khả quan Đột ngột cửa phòng vang lên tiếng gõ Kèm theo giọng cai Khi cai bước vào là lúc cô có cơ hội trải lòng Muốn nói hết những gì mình đang che giấu trong lòng Cai lo lắng hỏi Xem giấu mẹ mình chuyện em mang thai. Chuyện này em chưa suy nghĩ kỹ Nên em chưa thể nói được Đến lúc thích hợp nhất em sẽ nói Cũng có thể không cần phải nói Cai lo lắng Thuần Mỹ à Em rốt cuộc đang nghĩ gì thế Một gì đưa bé đấy không đúng lúc Giữ lại hay không Em có đang phân vân rất nhiều Bởi vì sinh nó ra sẽ thiếu thốn nhiều thứ Em không muốn con phải như thế Nhưng chuyện đến đường này rồi Em không có cách nào cả Cài ngày vậy Trong lòng vô cùng bất ngờ Anh hốt hoảng giữ chặt lấy bà vai cô Muốn cho cô bình tĩnh thoát khỏi suy nghĩ tiêu cực Em đừng có những suy nghĩ điên rồ đó có được không Em đang tỉnh táo Em quyết định rồi anh hẹn cho em một cái lịch với bác sĩ nhé chuyện này để lâu không có tốt tuyệt đối không được vô dụng tư cai à em đã quyết định rồi em và anh ấy sẽ không có bất kỳ điều gì dây dưa với nhau đứa bé sinh ra sẽ không đau khổ bất hạnh anh ấy sẽ bắt đầu cuộc sống mới của mình và em cũng thế thuần mỹ à anh cũng thế cai à anh nên sống cho riêng mình em không muốn anh mã che chở cho em Ánh nắng của anh giúp sửa ấm em, em trong những hạnh phúc Cho tới khi đau khổ Nhưng nó quá sáng, quá ấm Em vốn dĩ không có quyền Không có tư cách nhận ánh nắng từ anh Rồi giữ khư khư cho riêng mình Em và anh vốn dĩ có mối quan hệ bạn bè thân thiết Suốt cả cuộc đời này Vẫn luôn là như thế Tim em thực sự chết vì tình yêu rồi Em không thể đón nhận bất cứ ai Còn anh thì ít nhất vẫn có thể Ít nhất Anh còn nhiều điều kiện tốt hơn em dễ dàng tìm được bạn đời của mình chỉ cần anh muốn thôi nhưng đứa bé này không có tội mà nhưng em sẽ có tội với nó nếu em bất chấp sinh nó ra xin anh vì tình bạn tốt đẹp này đừng nói thêm bất cứ điều gì xin anh thực hiện lời hứa này giúp em vì nếu em ra ngoài xử lý rất dễ là đề tài cho báo lá cải em không muốn tai tiếng không muốn bất cứ ai biết chuyện này không muốn doanh nhân lớn như anh ấy vì vợ cũ mà chịu nhiều tổn thất câu nói cuối cùng cô mỉm cười nhẹ tỏ ra là mình đang ổn anh có thể đưa gia đình em sang mỹ định cư có thể cho em cuộc sống tốt anh không thể tưởng tượng chuyện em bỏ đứa bé đâu anh không hề có ý định lập gia đình tin anh được không anh có thể giúp đỡ cho em mà nhưng em không thể nhận nó ngàn lần không thể nhận được cuộc sống này vẫn không thể nhận sự bao dung của anh mãi được cai là người tốt anh xứng đáng có cuộc sống của riêng mình cô không xứng với anh cô chỉ có thể làm bạn với anh có chết cũng không thể tiến thêm bước nữa Cô không muốn trong mắt mọi người cô là kẻ lợi dụng Không muốn làm anh tổn thương Vì cô mãi mãi không thể dành thứ tình cảm gọi là tình yêu cho anh được Cô chợt đứng lên đi tới trước mặt anh quỳ xuống Anh nhanh chóng phản ứng kéo cô đứng lên Hứa với em phải sống tốt Phải tìm cho mình gia đình hạnh phúc Xin anh giúp em thực hiện nguyện vọng cuối cùng được không Im lặng một hồi Ca chợt nhắm mắt thở dài nói Thôi được rồi anh hứa với em Sáng sớm cô tỉnh giấc xuống dùng bữa sáng rồi lại lên phòng nhắn cho ca một tin nhắn như anh sang đón giúp. Hôm qua sau khi cô anh làm việc này, sau khi anh khó khăn chấp nhận, cô đã kêu anh gọi cho bác sĩ. Cô thay quần áo rồi ngồi từ trên giường, tay ôm lấy bụng của mình. Xin lỗi con rất nhiều, có lẽ mẹ và con không có duyên với nhau. Sinh ra con, con chịu nhiều tổn thương, mẹ không muốn thế. Tha lỗi cho mẹ, nếu có kiếp sau, mẹ xin con vẫn là con của mẹ, để mẹ trả hết tội lỗi gây ra cho con ở kiếp này. Chỉ chút nữa thôi Con không còn trong bụng mẹ Mẹ xin lỗi con Tạm biệt con yêu Nghe tiếng xe của ca dưới nhà Cô đứng thẳng người dậy tỏ vẻ kiên quyết Nhìn trong lòng cô vẫn rất rối rất khó chịu Nhưng cô lựa chọn như vậy thì phải chấp nhận Cô bước xuống cùng ca đến bệnh viện Xe chạy trên đường phố đông đúc Cô chỉ mong thời gian có thể chậm lại Để cô cảm giác được con mình trong bụng lâu hơn Cảm giác được làm mẹ chân thành và lâu hơn Nhưng thời gian đúng là tàn nhẫn với cô cái gì đến cũng đến Xe dừng trước cửa bệnh viện Mà cô ngồi yên trên xe Bây giờ em thay đổi vẫn kịp đấy Xuống xe thôi Cô gấp gáp rồi đẩy cửa xe bước xuống Cai nhanh chóng chạy theo cô Vì đây là bệnh viện tư nhân của Cai Ngoài anh ra không ai được lưu tới hay khám bệnh ngoài anh Cho nên cô vừa vào được bác sĩ trấn an tâm lý Rồi đưa vào phòng phẫu thuật Trước khi đi Cai lưu luyến khuyên rằng Em dừng lại còn kịp tuần Mỹ hả à? Đứa bé sẽ sống tốt khi em là mẹ của nó không có tình cảm của ba Em dùng tình mẹ bù đắp cũng được Anh sẽ là người chú tốt với bé Cùng em trải qua những gian khổ mà Em vào đây Cô cố tình vất lờ đề nghị của anh Bước thẳng vào phòng phẫu thuật Nằm trên bàn phẫu thuật lạnh băng Cô cảm thấy trái tim hóa đá Xung quanh ngột lạnh đến vô hạn Thực sự khiến cô rất lạnh và sợ Vừa nhắm mắt Nước mắt bất giác rơi ra Nhắm mắt lại Cô thấy hình ảnh em bé Rồi tiếng khóc, tiếng cười của bé con Tài bố chặt lấy áo mình Đèn phẫu thuật đã sáng lên Tiếng kéo phát ra Làm cho cô nghe thấy càng lúc càng rõ ràng Điều này làm cho cô biết Chuyện gì sắp xảy ra Ngoài kia cai đi qua đi lại không yên Không biết phải làm gì lúc này Quyền cô không được Cản cô không xong Nếu bây giờ cô tự bỏ đứa bé Ảnh hưởng rất nhiều về sau Tỷ lệ vô sinh rất cao Và có khả năng không được làm mẹ Điều đó sao có thể xảy ra với người con gái anh yêu Trong đầu anh hiện lên hình ảnh một người một người khiến anh vừa ganh tị vừa cảm phục Vì chinh phục được trái tim người phụ nữ anh yêu Trong lòng anh thầm xin lỗi người phụ nữ trong phòng phẫu thuật Chạy một cách hụt mạng lao ra xe Anh đi xe thật nhanh với tốc độ khủng khiếp đến nơi mình muốn đến Bảng tên trịnh thị sang trọng của công ty hùng mạnh trước mắt Khiến anh có chút vân vân về hành động của mình nhưng rồi anh chạy vào Tiếp tân thấy anh hỏi Chào anh, anh cần chúng tôi giúp gì thế ạ? Tôi muốn gặp trịnh Tuấn Trịnh Tổng đã bận họp Xin lỗi anh có hẹn trước không ạ? Tôi không quan tâm, Mau gọi hắn ra gặp tôi Xin lỗi không được thưa anh Anh không còn cách nào khác chạy lại thang máy ấn nút lên Bảo vệ chạy theo anh Nhưng nghĩ đến hình ảnh cô nằm trên bàn mổ lạnh lẽo Anh kiên cường chống lại Kiên quyết chạy lên cho bằng được Khi đến tầng phòng họp Anh đến căn phòng to nhất để cánh cửa gỗ lớn ra Bên trong mọi người ngồi họp Im lặng nghe khiển trách từ giám đốc một cách sợ sệt Cái cửa đột ngột mở ra Khiến họ không khỏi bất ngờ Còn anh ung dung ngồi trên chiếc ghế giám đốc Ở phía trung tâm hướng ra cửa khi thấy cai rõ dạc đứng trước cửa Anh nhíu mi lại Cái bước gần chỗ anh Mọi người ra sức bảo vệ anh Nhưng giơ tay tỏ vẻ không cần Cho nên mọi người biết điều ra ngoài Để hai người đàn ông nói chuyện Khi không còn ai trong phòng Anh lên tiếng trước cai Tôi tìm tôi làm gì Để khoe khoang hạnh phúc bất chính Của người phụ nữ của tôi à Thì ra Trịnh Tuấn cậu có biết ghen tuông vớ vẩn Không hề biết mình sắp mất gì à Mất thì cũng mất rồi Tôi làm gì được đấy Chẳng phải cậu đưa vợ tôi ra ngoài từ ngày hôm qua hay hôm nay giả mèo khóc chuột gì hỏi tôi đây Cô ấy mang thai được 6 tuần rồi đấy Đứa bé là con ai cậu biết rõ rồi nhở Cài cố gắng nhẫn nhịn Anh nghe được câu nói đó Lông mày lập tức nhíu lại vẻ mặt lạnh như băng Nhưng giọng nói ẩn chứa sự lo lắng Có thai sao Anh khó tin hỏi lại Tôi lừa cậu được gì Cô ấy đang ở bệnh viện giải phẫu phá thai Tôi khuyên rất nhiều nhưng không được gì cả Tôi chỉ biết tìm cậu thôi Bây giờ thì cậu biết rồi đấy Ở bệnh viện nào tôi muốn đến đó Tôi muốn đến ngay bây giờ Anh vừa nói vừa kéo cai thật mạnh Điên cuồng chạy ra phía trước Lao tới thang máy xuống tầng trệt Rồi nhanh chóng kéo cai tới bệnh viện cô đang giải phẫu Khi dài chạy đến nơi Anh điên cuồng chạy vào trong Chạy đến phòng mà cô giải phẫu Như đèn phẫu thuật trên cánh cửa tắt từ lâu Vào bên trong cũng không còn ai Phải chăng anh chậm trễ rồi Cai chạy tới thấy cảnh tượng này Trong lòng không khỏi đau lòng không kém Có lẽ quá trễ rồi thời gian tôi đến tìm cậu đủ để trải qua cuộc phẫu thuật tôi xin lỗi không làm điều này sớm hơn có lẽ cô ấy nằm ở phòng hồi sức tôi đưa cậu đến tìm gặp bác sĩ phẫu thuật cho cô ấy lúc này đây Trịnh Tuấn bấn loạn vì đau lòng anh hối hận đến cực độ rồi nhưng điều anh cần làm bây giờ là tìm cô chăm sóc cho cô anh cố bỏ qua suy nghĩ của mình theo cai đi tìm cô đi cùng cai để quầy tiếp tân của bệnh viện anh đứng một bên xoa xoa màng tai vì anh đang khá nhức đầu Cai tâm trạng không tốt Nhưng cố kìm lại hỏi thăm tiếp tần Thuần Mỹ cuối nằm hồi sức xuống mấy Thưa Lục Tổng Lúc anh vừa gấp gáp rời khỏi đây Cô ấy bỏ chạy ra ngoài Đi đâu chúng tôi không biết ạ Cai nghe vậy trong lòng bất ngờ Thầm tâm thầm sáng lên hy vọng Vậy cuộc phẫu thuật thì sao Thưa Lục Tổng cô ấy đột nhiên bỏ chạy Cho nên cuộc phẫu thuật bị hủy ạ Anh đứng một bên nghe vậy liền đẩy Cai sang một bên hỏi thăm Cô nói thật không Cô ấy không phá bỏ đứa bé à Vâng tôi nghĩ cô đau lòng khi lựa chọn phá bỏ đứa bé Lúc đó cô ấy chạy ra ngoài khóc rất lớn Thôi được rồi Cảm ơn cô Bây giờ cậu tính làm gì đây Nghe ca hỏi anh lạnh lùng hỏi lại Mấy ngày nay cậu đưa vợ tôi đi đâu Đừng có suy nghĩ đen tối Cô ấy về nhà mẹ mình Tôi khuyên cậu tin tưởng cô ấy nhiều hơn đi Thuần Mỹ lương thiện biết suy nghĩ rất nhiều Cô không gây ra chuyện có lỗi với cậu đâu Được rồi tôi đến đón cô ấy Nói dứt câu anh quay người bỏ ra xe Thuần Mỹ à anh không nên vì cái tôi của mình quá đáng như vậy còn cai lúc này biết anh không nên xuất hiện gần cô đây là cơ hội để cô giải quyết chuyện của mình giành lại cuộc sống tốt đẹp như trước đây anh không thể phá hoại nó thêm lần nào anh lái thẳng xe đến nhà bà lương ấn chuông một lúc có người ra mở cổng là dì hà mở ra thấy anh tới bà có chút bất ngờ con đến tìm thuần mỹ à dạ phải con đến đây xin lỗi cô ấy anh ra vẻ tội nghiệp nói con bé ra ngoài mới về nhưng mà có vẻ hốt hoảng lắm mẹ với dì gặng hỏi cỡ nào cũng không nói con lên thử xem sao vâng thưa dì anh nói rồi gấp gáp đi vào trong vừa vào đến phòng khách thấy cô từ trên lầu bước xuống anh quan sát cô kỹ hơn cô mặc đầm rộng rãi tỏ vẻ thoải mái vô cùng tay ôm nhẹ phần bụng bước xuống nhẹ nhàng cẩn thận hình ảnh cô nhẹ nhàng về sự an toàn của con làm anh thấy đau lòng vì ghen tuông hành động thiếu suy nghĩ với cô trong suốt thời gian qua cô thấy anh đứng uy nghi ở phòng khách, động tác bước chân lên dừng lại. ngay lập tức cô muốn quay lên lầu. anh không kiêng rẻ gì đi thẳng đến chỗ cầu thang cô đang đứng. chúng ta lên phòng nói chuyện được không em? cô lạnh nhạt nói với anh. có gì để mà nói? theo lời nói của anh, chẳng phải chúng ta kết thúc rồi à? anh tìm tôi làm gì? em tính đứng đây đợi mẹ với Zia cùng lên xem chuyện chúng ta. anh. cô tức giận. Anh biết cô không muốn làm mẹ và dì Hà thấy cảnh hai người cãi nhau trước mắt. Mặc dù biết anh và cô trục trặc tình cảm, nhưng hai người họ cảm thấy buồn nếu chứng kiến cận cảnh cãi nhau. Thế nên cô đành quay người lên phòng, đương nhiên anh cũng đăng ý đi theo. Và đến phòng, cô chậm rãi ngồi lên giường. Anh muốn nói gì? Trong lòng cô thầm nghĩ, tranh định giải quyết ổn thỏa hôn nhân giữa hai người. Anh đến đón em về. Anh điên à? Anh không điên, anh rất tỉnh táo. Em đang mang thai phải tịnh dưỡng, anh sẽ chăm sóc hai mẹ con tại sao anh biết cô mang thai không lẽ cai nói lúc cô để cửa bỏ chạy không thấy cai cô đã rất nghi ngờ nhưng không ngờ là thật à mang thai gì chứ tôi đã phá bỏ đứa bé rồi cô nói rồi không chớp mắt trước anh anh vừa nói vừa ra vẻ tội nghiệp Nếu định lừa ai ai là người bỏ chạy khi cuộc phẫu thuật mới bắt đầu Thuần mỹ anh biết em không nhận tâm bỏ con chúng ta em biết anh sai rồi là cái tôi của anh quá lớn anh không nên nghi ngờ em như vậy anh xin lỗi đây là con tôi tôi tự chăm sóc được tôi không cần đến anh em như vậy là không được em càng nói càng sai đấy một mình em sao có thể có con được cái này là nhờ công của anh sao em dành hết về mình như thế chứ anh dám à thôi được rồi em đừng tức giận ảnh hưởng đến con đấy ngoan theo anh về nhà thôi không cuộc kiên quyết nói không với anh anh nghe cô từ chối thẳng thừng trong lòng có chút nhoi nhói, nhói. Nhưng trước hết anh phải đưa cô về bằng mọi giá Còn việc để cô hết giận anh giải quyết từ từ Nếu em không theo anh về Anh sẽ nói cho mẹ biết Em vào phòng phẫu thuật để phá bỏ cháu bà đấy Anh dám Anh biết cô sợ mẹ xúc động mạnh Sợ mẹ biết cô có ý định phá thai Bà mà biết cô sẽ không yên đâu Anh nhẹ nhàng nói Thế thì theo anh về đi Anh hứa giữ bí mật Có chuyện khác chúng ta từ từ giải quyết được không Em xin lỗi mà Đủ lưu manh Anh nghe cô chửi thì cười lớn anh cười cái gì? Tôi theo anh về chỉ để anh giữ bí mật này á. Còn về rồi muốn đi hay không là quyền của tôi. Được rồi, tùy bà xã của anh. Ai thèm là bà xã của anh? Cô nghiến răng nghiến lợi đi thu dọn đồ. Anh cũng tranh thủ giúp đỡ ghi bàn với cô. Thực ra giận cô bằng đấy ngày là bằng đó ngày anh cảm giác phát điên cả người. Tức giận nhưng không biết tìm chỗ nào phát tác. Muốn làm lành với cô nhưng cái tôi quá lớn tôi không biết phải làm sao. Anh giúp cô một lúc, chợt nhớ ra điều gì nên hành động ngừng lại. Có một chút, em thu dọn nhé. Anh nói rồi đi ra khỏi phòng. Cô ngồi trên giường, hai mắt tròn xoe, không hiểu ý định dở cho gì. Tóm lại, việc cô và anh vẫn cần phải giải quyết dứt khoát. Cô không muốn quãng đời còn lại, cứ dây dưa mãi thế này. Sau khi thu dọn sạch sẽ vào vali, cô kéo ra khỏi phòng. Trong lòng không hề nhẹ đi chút nào, Tôi em bây giờ đang muốn quay lại sống hạnh phúc với cô như trước kia, nhưng cô vẫn còn điều vướng víu trong lòng. Liệu lần này anh và cô vượt qua sóng gió, thì lần sau anh có vậy nữa không? Có đa nghi, không tin tưởng cô nữa không? Vừa ra khỏi phòng, nhìn xuống phòng khách, thấy anh trò chuyện vui vẻ với mẹ cô và Dì Hà. Kỳ thật, sao hai người này dễ ngủ lòng với anh như vậy? Không lẽ họ cũng cho rằng cô có lỗi? Không phải họ cho rằng anh đến với cô là về phúc phần của cô đó chứ? Ấy, đánh mang vali xuống, em đừng có làm việc nặng. Anh nói rồi lao đến chỗ cô đang đứng kéo vali xuống. Cô lừ đừ đi theo sau anh, dáng vẻ mệt mỏi. Mẹ cô thấy vậy hỏi, mà con sao thế, phải tươi lên chứ con. Cô cười gượng rồi tắt hẳn nụ cười, trong lòng thầm mắng. Rốt cuộc, hắn cho mẹ và dì ăn cái gì, sao hai người vui vẻ thế nhở? Còn la cả cô nữa chứ, đáng ghét. Con đấy, mang thai cũng không nói, giận hờn gì phải nói cho mẹ một tiếng để mẹ còn mừng chứ hả? Mẹ à, con... Cô chưa nói dứt câu, dì Hà lên tiếng phụ cho mẹ cô. Mẹ con nói đúng đấy, thuần mỹ. Vợ chồng cãi nhau là chuyện thường tình, vừa qua được mới sống lâu dài. Chuyện hai đứa không quá to tát rồi đến chia tay. Với lại con còn đang mang thai phải chú ý sức khỏe, nghĩ sao hơn cho đứa bé chứ hả? Cô thua thật rồi, tất cả về phía anh hết à? Tất cả chống lại cô á? Không thể tin được, người đang nói là mẹ với gì cô. Bà Lương nói tiếp, hai đứa rút kinh nghiệm đi, Ly hôn không phải chuyện dễ dàng Kết hôn đã khó, ly hôn càng khó hơn Một khi cố ý định chấm dứt một cuộc hôn nhân Phải suy nghĩ sâu xa Phải biết quyết định đó ảnh hưởng những gì Nếu còn sống với nhau được, phải cố gắng Đừng để nuối tiếc điều gì chứ Giản đạo một chút, anh đưa cô về Xe chạy vào biệt thự Anh xuống mở cửa xe cho cô Lấy vali của cô, kéo vào trong nhà Mọi người thấy cô trở về, vui mừng tỏ ra mặt Cô trong lòng tuy nặng Nhưng vẫn cười với họ một chút Rồi lại ghế sofa ngồi, Cô thực không biết bắt đầu từ đâu Không lẽ tự nhiên như trước đây á Lên phòng ngủ một cách bình thường à Cô bỏ đi vài hôm Sao về lại có cảm giác ngưỡng thế nhở Anh lại ghế ngồi cùng cô Em mệt lên phòng nghỉ ngơi đi Chúng ta nói rõ ràng đi Bây giờ chẳng có mẹ với gì hà Không cần đóng kịch Anh đóng kịch đâu Anh thực sự biết lỗi rồi mà Anh muốn chúng ta như trước đây Anh hứa không bao giờ đang nghi như vậy nữa Bà xã ơi anh sai rồi Tha cho lỗi lầm của anh đi mà Xin em đấy anh vừa nói vừa làm mặt tội lỗi Làm cho cô khó mà kìm cười Nhưng cô cố gắng hết sức mình kìm lại Anh hành hạ cô tâm trạng tồi tệ như vậy Giờ đến lượt cô Em không muốn chỉ vì đứa con trong bụng chúng ta dây dưa Nếu không còn tình cảm Không nên sống chung làm gì cả Chỉ làm mệt mỏi thôi Anh không vì điều gì dây dưa Muốn gì anh cần em hơn tất cả những gì anh có Trước đây cãi nhau với em là vậy Lạnh nhạt với em như vậy Nhưng anh thực sự buồn lắm Anh không thể chịu nổi khi suy nghĩ đến cảnh mất em Hôm nay biết em mang thai Càng làm anh thức tỉnh Anh không cố chấp như trước nữa Anh hứa không như vậy Trịnh Tuấn Anh một khi đã hứa thì sẽ làm được Anh nắm tay cô Nói như vẻ cầu xin vậy Em mệt rồi Em lên phòng nghỉ ngơi đây Cô nói rồi rút tay mình ra khỏi tay anh Đi thẳng lên phòng Anh cũng kéo vali lên cho cô Sau khi cô nằm trên giường ngủ Anh mới ra khỏi phòng Bây giờ cô cần suy nghĩ kỹ mọi chuyện Còn anh Việc cần làm là lấy lòng cô Để cô và anh trở về như trước đây Dạo này mang thai cho nên cô thường buồn ngủ Ăn uống thì vẫn không được nhiều Vì cô vẫn còn trong thời kỳ thai ngén Vì thể trạng cô khá yếu Nên ngén lâu và thường xuyên mệt mỏi Cho nên ngủ là biện pháp giải quyết hiệu quả nhất của cô Cô vừa lên giường nằm Đã chìm vào giấc ngủ Cô không hề biết lúc cô ngủ say Anh vẫn luôn ngồi bên cạnh vô ve tóc cô Nắm tay cô bị thì thả anh xin lỗi Thật ra lúc trên đường từ công ty đến bệnh viện Cái nói toàn bộ sự việc lần trước anh nhìn thấy và hiểu lầm điều đó càng làm anh ân hận hơn được một lúc anh xuống nhà đi vào bếp mọi người thấy anh xuống bếp cứ tưởng anh cần bữa tối anh nói mọi người lui về phòng đi tối nay không cần nấu đâu à, vâng thưa trịnh thiếu mọi người thực sự bàng hoàng ngơ ngác bật ngửa sau khi lui ra hết anh mang tạp dề vào mở tủ lạnh lấy chút thức ăn để nấu mất một lúc chế biến cuối cùng trong bếp lan tỏa mùi thơm khiến người ngửi không kìm được cơn đói nấu ăn xong anh lên phòng Thấy cô đang ngủ, anh đi vào tắm rửa sạch sẽ. Tắm xong cô thức dậy, ngồi lừa đừ trên giường. Em dậy rồi à? Ừ. Anh pha nước nóng cho em đấy. Em lấy quần áo rồi vào tắm nhé. Anh nói rồi đi lại vào phòng tắm. Cô đứng dậy lấy đồ. Xì ra anh pha nước ấm xong cho cô. Trước khi vào, anh dặn cô một câu khi cô ấm lòng. Mang thai không nên ở trong phòng tắm lâu đâu. Sẽ bị nhiễm nước không tốt cho sức khỏe thai nhi. Với cả mẹ nữa. Bình thường anh quan sát thấy em tắm lâu đấy. Có khi từ 2 giờ đồng hồ. Cô im lặng đi vào trong phòng tắm Tuy im lặng ra vẻ hờn rỗi Nhưng cô vẫn nghe lời anh Vẫn tranh thủ tắm kỹ nhưng nhanh để tránh nhiễm nước Tắm rửa sạch sẽ bước ra Thấy anh ngồi trên sofa lướt web Thấy cô mới bỏ máy xuống đứng dậy nói Mình xuống ăn cơm đi Bộ cô cũng đói nên im lặng đi theo anh xuống ăn cơm Vào bếp không thấy bất cứ người làm nào Cũng cảm thấy kỳ 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 lạ hơn Anh tự mình bật bếp hâm lại thức ăn cho nóng Sau đó lấy chén đĩa đổ thức ăn bỏ lên bàn cho cô Trên bàn có nhiều món sữa non chua ngọt canh gà tôm cá hồi rau tất cả bắt mắt không phải là anh nấu hết đấy chứ anh minh lên tiếng trước đây khi em về ba xảy ra xung đột anh dọn ra ngoài ở tự nấu cho mình đấy dần dần anh nấu tốt hơn đây là lần đầu tiên anh nấu cho người khác ăn mong là em sẽ thích cô nghe vậy cũng rung động lắm rồi chợt nhớ ra anh từng bị phản bội nên cảm giác sợ hãi về phản bội là chuyện thường tình cô nghĩ cô có phải nên cảm thông cho anh dù gì cả cuộc đời này Cô không có ý định yêu Hay chung sống với ai ngoài anh Nên làm anh mệt mỏi Cô cũng không đành lòng Anh để bát cơm phía cô Gắp thức ăn bỏ vào cái bát cho cô Cá hồi rất tốt đấy Em ăn nhiều chút đi Anh nói rồi gắp thêm sườn bỏ vào Cô khẽ mỉm cười Gắp cá định ăn thì lại buồn nôn Cô bị nghén khá nặng ngồi mùi tanh một chút là buồn nôn Mấy ngày trước cô toàn lén ăn rau Để mẹ và dì khỏi nghi ngờ Cứ nghĩ hết nghén rồi Nhưng không ngờ vẫn còn Thấy món ăn anh có lòng nấu Cô thực sự muốn ăn Nhưng bây giờ coi như không được nữa rồi Cô chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh nôn Anh lo lắng chạy theo cô Cô cứ nôn nhưng không ra gì Nó nghẹn ở cổ cô Làm cho cô muốn nôn vô cùng Khiến mặt mày đỏ ửng cả lên Anh lo lắng đứng bên vuốt nhẹ sống lưng cô Em cảm thấy sao rồi Cô ngước mặt lắc lắc đầu to vẻ không sao Rồi rửa miệng Xúc sạch miệng với nước Sau đó đi ra Ngén là vậy Ngửi thấy mùi thịt cá là nôn Vậy nhưng cô cố ngồi lại bàn ăn Em vẫn trong thời kỳ nghén à? Ừ, vẫn còn nhiều Khoảng thời gian này em chén rau củ được thôi Ăn cơm chỉ có thể ăn cùng rau À, may quá, anh có làm rau Đây, em ăn đi Anh đau lòng lắm rồi gắp rau cho cô Cô cố gắng ăn một bát rồi lên phòng Còn anh nói ra ngoài có chút công việc Cô nghe vậy đánh lên phòng nằm trước Anh ra ngoài tầm một tiếng thì về Nghe tiếng xe của anh Cô thở vào nhẹ nhõm nằm xuống một lúc sau cửa mở ra Anh bước vào trên tay xách rất nhiều túi Cô thắc mắc ngồi dậy nhìn anh Anh để mấy túi trên bàn rồi ngồi xuống Em qua đây Cô nghe vậy bước xuống ghế sofa ngồi cùng anh Anh mở túi lấy hai hộp sữa bột Trái cây sấy khô, bánh quy mặn Rất nhiều món ăn vặt Nhưng nhãn hiệu xa xỉ vô cùng Anh hỏi có bác sĩ rồi Trong thời điểm này em không ăn được các món có mùi tanh Nên anh mua một ít thức ăn vặt để trên phòng cho em Nếu lúc em ngủ dậy hay xem tivi Có thể ăn thức ăn vặt để tránh lên xuống cầu thang Thời gian này hạn chế ra ngoài hoạt động mạnh Còn sữa này anh tìm loại tốt nhất Cũng hỏi qua bác sĩ dòng sữa này Nó là loại tốt nhất cho phụ nữ trong thời kỳ đầu mang thai Nên anh mua 4 hộp hai hộp anh để dưới phòng bếp Đến lúc em ở dưới phòng thì người làm pha cho em Còn hai hộp để trên đây Tối em uống hoặc khuya Anh có thể pha cho em uống Sữa này ít béo nên không bị ngậy dẫn đến nôn đâu Tha được 3 tháng Em dùng sang loại sữa béo hơn một chút Cô nghe vậy gật đầu Ừ em biết rồi anh cười cười nắm tay cô và xã, hết giận anh chưa? Còn thì đường đừng hòng nắm được tay em Cô cười cười rồi nói Lúc trước tôi giận anh rất nhiều, ghét anh rất nhiều Thậm chí nghĩ đến chuyện không bao giờ sống chung với anh Còn muốn phá đi đứa con của anh trong bụng mình Sau suy nghĩ lại Cô biết trước đây anh từng trải qua nhiều đau thương Cho nên tạo tâm lý đa nghi như bây giờ Anh xin lỗi em Cảm ơn em vị tha với anh Anh thực sự sợ phản bội Thực sự sợ mất em cho nên cuối cùng anh chợt nhận ra dù em gây ra tội lỗi gì to lớn anh cũng chỉ có thể tức giận hơn dội em chứ không thể bỏ mặc em được lúc còn cãi kình với cô chờ mới biết cô đi đâu hay làm gì anh đều cho người đi theo bảo vệ cô nhưng từ phía xa thôi tránh cô biết dẫn đến mất tự nhiên lúc biết cô muốn phá thai anh muốn phát điên vì sợ thực sự sợ vô cùng em không trách gì anh đâu em cũng biết anh có nỗi khổ của riêng mình cũng do em quá vô tư làm anh buồn suy cho cùng em có phần lỗi nên bây giờ chúng ta hòa đi anh ôm cô trong lòng hôn nhẹ chán cô được một lúc buông cô ra nói anh pha sữa cho em uống nhé ngày mai cho người mang nước nóng lên cho em mỗi ngày để em muốn uống sữa thì pha giờ không ăn được thì phải uống nhiều chút ừ, em biết rồi anh chỉ lo cho em thôi thực sự đang rất dối đây này không biết phải chăm em thế nào cho thật kỹ mới tốt lúc bên em mang thai anh vui sướng lắm nhưng trong lòng không khỏi lo lắng vì anh không có kinh nghiệm chăm sóc anh sắp làm ba rồi đấy Bây giờ mỗi đêm phải suy nghĩ về tương lai Suy nghĩ chăm sóc em và con Cô cười nói khúc khích Xem nào, có khi anh có khẩn trương hơn em đấy Thì tất nhiên, anh là khẩn trương lắm Nói rồi mang sữa đi pha cho cô Bỏ ly sữa lên bàn anh nói Đợi sữa bớt nóng đã Còn ấm ấm em hạng uống nhé Ừ Sau khi sữa bớt nóng anh bưng lại cho cô Hỏi ý kiến cô về sữa Em muốn thử xem có được không Không thích đánh mua loại khác không cần đâu, như thế được rồi Độ béo vừa phải không bị ngấy Lại còn rất thơm nữa Uống sữa xong, cô ven lên giường ngủ Thời gian này chuyện sinh hoạt vợ chồng hạn chế Anh không thể làm được gì Đánh ôm cô ngủ thực ngon Vì con, vì sức khỏe của vợ Anh nguyện hy sinh tất cả Tự hứa không để chuyện kinh cãi này xảy ra thêm lần nào Sáng hôm sau cô tỉnh dậy Anh không còn trên giường Rồi khỏi giường cô đi làm vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu Không ở bên trong bếp Bóng dáng cao lớn quen thuộc anh khoác trên mình cái tạp dề Đứng trong bếp nấu điểm tâm sáng Thấy cô xuống anh liền lên tiếng Em ngồi vào đi, anh đem bữa sáng ra ngay đây Vừa nói, vừa lấy bát lớn lấy cháo nấu cho cô ăn Cô nghe lời ngoan ngoãn ngồi xuống ghế Bát cháo nhanh chóng được đặt trước mặt cô Hơi nóng bốc lên nghi ngút Len lỏi vào thơm phức vô cùng Đây là món cháo hầu Em không ăn được những thứ quá tanh như cá trứng Nhưng mà hầu tốt cho phụ nữ mang thai Buổi sáng anh không biết nấu gì Nên nấu cháo cho em ăn Hào này chế biến rất kỹ Không bị bay mùi gì nhiều đâu Em cứ ăn tâm ăn đi nhá Gớm Anh nói cứ như kiểu em khó tính lắm ấy Em đang rất khó còn gì Bây giờ hãy không hợp em nôn chẳng phải à Cô bĩu môi tỏ vẻ không phục Rồi bắt đầu ăn cháo Đúng là hào anh chế biến Đến nỗi không còn mùi tanh nữa Nên cô ăn rất ngon lành Anh thấy cô ăn vui vẻ Cô vui vẻ ăn cùng cô Được một lúc Anh lấy sữa đem tới cho cô Ăn xong nhớ uống sữa em nhé Em biết rồi Kiểu này có khi em sắp lăn rồi thôi Lăn cũng được Nhà chồng em rộng lắm Anh dám à Ăn hết cháo trong bát Uống nước rồi uống sữa Vừa uống cô vừa nói Hôm nay không đến công ty à Tạm thời anh giải quyết công việc ở nhà Anh muốn ở nhà một thời gian ngắn để chăm sóc em Đặc biệt 3 tháng đầu thai kỳ Thời gian này em yếu đấy Phải kiên kỵ đủ điều Anh muốn tự mình chăm sóc em Nghe anh nói Một dòng nước ấm như phun trào trong lòng cô Sau đó cô lên lầu xem tivi Đọc sách lướt web Còn anh trong phòng làm việc xử lý công việc Buổi trưa anh nấu và cho ăn đúng giờ Tương tự buổi tối cũng vậy Ăn tối xong Anh ngỏ lời đưa cô đi ra ngoài dạo mát cho thư giãn Anh lái xe đưa cô đi dạo Rồi dừng trước khoảng đất trống xa lạ Anh dắt cô đi Xoay cô đối diện mình Hôm nay anh đưa em đến nơi yên tĩnh thế này Là có chuyện muốn nói Em đợi anh một lát nhé anh nói rồi đi vào lái xe anh trở ra chia tay ôm bó hoa lớn mang gần lại đưa về phía cô này tặng cho em cô nhìn bó hoa hết sức ngạc nhiên đây là hoa hồng nhưng hoa hồng này cô chưa từng thấy một bông hoa hội tụ bảy màu sắc quen thuộc của hoa hồng đỏ hồng vàng xanh dương xanh lá xanh da trời tím bó hoa này thực kỳ lạ bắt mắt và đẹp quá đây là hoa cầu vồng nó hội tụ tất cả màu sắc mang ý nghĩa của hoa hồng hoa hồng cầu vồng tượng trưng cho hạnh phúc anh tặng em Hy vọng chúng ta như đóa hoa này Sau cơn mưa trở lại sáng Sẽ có cầu vồng làm tình yêu của chúng ta thêm nhiều màu sắc Em thích nó chứ Ừ, em thích lắm Vậy tốt rồi, còn một thứ nữa muốn cho em thấy Anh vừa nói dứt câu Tiếng pháo hoa vang dội khắp vùng Ngược mặt lên, cô thấy pháo hoa bắn dòng số Năm con Có số tượng trưng cho câu nói Anh yêu em mãi mãi Thấy cảnh này, cô đã quả khóc nước nở rồi chui trong lòng anh Anh ôm lấy cô Hiểu lời anh muốn nói đúng không? Thuần Mỹ à, anh yêu em mãi mãi. Câu nói của anh, lời thổ lộ của anh, cô tin về sự vĩnh cửu trong tình yêu là có thật. Cô thực xúc động, bảo ước đức đau khổ trước kia tan biến, tan biến hoàn toàn. Bây giờ trong lòng chỉ có sự yêu thương vô bờ bến dành cho anh. Em thích nó không? Em thích, em thích lắm ạ. Ừ, vậy tốt rồi. Ôm nhau được một lúc, nhận thấy không còn sớm, gió cũng bắt đầu mạnh. Anh nhanh chóng lấy áo gió mang theo, sau đó đưa cho cô khoác rồi đưa cô về biệt thự nghỉ ngơi. Ôm bó hoa trên tay, cô vui vẻ ngắm nghía, còn chụp hình vì nó quá đẹp. Hôm nay cô thực sự rất vui rất hạnh phúc, coi như mọi vướng bận trong thời gian qua hoàn toàn biến mất, thay vào đó, cảm giác thân thuộc, hạnh phúc như xưa. Ba tháng đầu thai kỳ trôi qua nhanh chóng, cô dạo này ăn được nhiều hơn, không còn tình trạng ngén như lần trước. Phần eo thon gọn trước đây, giờ đã có phần lớn nhô lên với sự phát triển của thai nhi. Sóng gió đã tới Rồi lại cũng đã đi qua Qua sóng gió đó Khiến anh trở nên tin tưởng và tình yêu nhiều hơn Dù cô hiểu tâm ý của anh Biết cảm thông cho anh nhiều hơn Như thế cả hai lại càng trở nên khăng khít Cô đang ngồi trong phòng khách ăn trái cây Sau khi dùng bữa tối Anh đi ra từ phòng làm việc Rồi từ trên cầu thang bước xuống Ngọt ngào anh gọi cô Bà giả? dã Dạ Anh nhanh chóng ngồi xuống cạnh cô Vòng tay qua bụng cô Sờ nhẹ một chút rồi nói Tối mai anh mở buổi tiệc nhỏ đấy để làm gì ạ? Nghe trong đại gì ạ? Anh định nói với em ngày hôm qua đấy Nhưng mà quên mất Anh sang nhà mẹ để mời mẹ và dì Hà về sống chung với chúng ta Anh nói thật không ạ? Tất nhiên rồi Anh nghĩ trong thời gian này em cần người thân chăm sóc Như vậy mà anh yên tâm làm việc Hơn nữa thấy mẹ và dì Hà có tuổi Sức khỏe cũng không tốt mấy Anh muốn mẹ và dì về sống chung với chúng ta Vừa để anh và em lo lắng tuổi già cho hai người Vừa làm tinh thần em trở nên tốt hơn Nghe những lời này Cô mừng đến phát điên rồi cuối cùng được sống với mẹ và dì Cô có thể chăm sóc cho họ Cảm ơn anh vì đã thương mẹ và dì hà của em Cảm ơn anh nhiều lắm Nào em nói gì thế Người thân của em cũng là người thân của anh À anh mở bữa tiệc này Còn muốn mời ca đến Anh đã hiểu lầm cậu ấy nhiều rồi Bây giờ coi như tạ lỗi Cô nghe thế cười khanh khách Niềm vui thực sự đã tới Hạnh phúc thực sự mỉm cười với cô Bữa tiệc buổi chiều bắt đầu Nhưng ngay lúc sáng Người làm tất bật làm việc Mẹ và dì Hà cũng được anh đón về Căn phòng của hai người được anh cho dọn dẹp sạch sẽ Thay mới mọi thứ Buổi chiều buông xuống Bữa tiệc bắt đầu diễn ra Cả đã đến với vẻ ngoài vô cùng lịch lãm phong độ Cả nhà cùng nhau dùng bữa tối Với hơn 20 món ăn được bày trên bàn Bà Lương vừa cười vừa nói Cai này, thuần bị đã có gia đình có sao làm mẹ rồi đấy Con nên có vợ để đuổi kịp vợ chồng nó đi chứ Cô nghe câu này Thực sự có chút chạnh lòng anh có tình cảm với cô, cô biết Nhưng đáp lại anh là điều hoàn toàn không thể Mỗi lần cô gặp khó khăn Anh xuất hiện giúp đỡ như vị thần Điều đó làm cô trở nên nhỏ bé khi đối diện với anh Đời này cô chỉ mong anh được hạnh phúc Sớm từ bỏ tình cảm dành cho cô Vì suốt cả cuộc đời Cô không thể đáp lại tấm chân tình của anh Không phải điều mình muốn Thì sẽ có được đâu bác ơi nhưng mà bác thấy con đẹp trai có điều kiện tốt, tấm lòng thánh thiện Điều kiện như thế, ai lại chê Phụ nữ xếp hàng theo con còn dài ấy chứ Điều kiện tốt Nhưng mà vẫn có người không cần đấy ạ à. Phụ nữ xếp hàng có đông chờ đợi Trong đám đó mãi không có người con yêu thực sự Sao nghe con nói Thấy bi kịch thế hả Cả ba người họ cùng bật cười Riêng cô và anh cười gượng Vì họ biết rõ hàm ý trong câu nói của Cai Cai em mong anh tìm được một nửa của đời mình Càng sớm càng tốt Cô nói rồi nâng ly nước trái cây Thay thế ly rượu cũng ly với Cai anh cũng phụ họa theo Tôi hy vọng cậu được như thế cai ạ Được rồi, cảm ơn hai người Năm người cùng cụ ly vui vẻ Ăn uống rồi trò chuyện Bắt chợt người làm từ ngoài cổng chạy vào Trịnh Tiếu, có người muốn gặp ạ Ai vậy? Tôi cũng không biết ạ Có người đàn ông ngồi xe lăn Và người đàn ông trung niên đi cùng ạ Anh thực không biết ai đến tìm mình Nghe người giúp việc miêu tả Anh vẫn không tưởng tượng được người muốn gặp mình là ai Mời họ vào phòng khách giúp tôi Mời thêm bảo vệ canh gác các phòng trên chiến trường để chiến thắng Có rất nhiều người ghé thăm anh Vì luôn luôn giành được hợp đồng tốt Vì thế cảnh giác là điều cần thiết Không biết hai người đàn ông đó muốn gặp anh là ai Khi được sự đồng ý của anh Người giúp việc cho bảo vệ canh cổng mở cửa ra Người đàn ông trung niên dáng vẻ hiền lương Nhẹ nhàng đẩy xe lăn Người ngồi trên chiếc xe lăn khẽ run về hồi hộp Ông cũng ở mức tuổi trung niên Nhưng dáng vẻ có chút phong lưu cao quý Chỉ tiếc hai chân không thể cử động được Khi được đẩy vào trong nhìn kỹ người đàn ông trẻ tuổi xoay lưng phía mình đứng cách xa ông người đàn ông trẻ tuổi trò chuyện vui vẻ chợt anh nghe thấy tiếng bước chân kèm tiếng bánh xe nhỏ lăn lăn đặt ly rượu trở lại bàn anh xoay người để nhìn xem ai muốn tìm anh trong phút chốc anh như chết đứng khi thấy người đàn ông trung niên đó nuốt nước bọt nhưng vẫn không trôi tâm tư như sóng đánh anh nghẹn ngào thốt một tiếng rất lâu rồi chưa từng gọi ba nghe anh gọi ba tất cả mọi người thân thuộc trong bữa tiệc ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra anh đi nhanh tới gần người đàn ông trung niên Nhìn kỹ khuôn mặt tiểu tụy của ông Đứng lên nào con trai Chẳng phải ba về rồi à Anh ậm ừ hỏi Chân, chân của ba Chân ba chẳng qua không di chuyển được Có gì đáng sợ Giữ được mạng sống về Nhìn được con là tốt rồi Anh đau lòng hỏi Chân ba bị tàn phế à Ừ Té từ vực sâu xuống May chỉ bị tàn phế thôi hơn bốn năm nay Sao ba không về tìm con Ông có chút đáng lòng Cúi mặt xuống thở dài Ba bị mất trí nhớ Cũng phải ba năm Trong ba năm nhờ bác sĩ Bạch cứu giúp ba Mới giữ được mạng sống Rồi khôi phục được trí nhớ Anh Khải nhìn bác sĩ Bạch đứng cạnh ba cúi đầu tỏ vẻ kính trọng Chào hỏi biết ơn rất nhiều Khi ba nhớ lại Ba lên mạng tìm tin tức về con Thấy con có vợ Cùng lúc đó ba xem được tin tức cách đây hơn ba năm Dương Thủy Mỹ bị bắt. Cho nên ba nghĩ con hiểu được tất cả mọi việc năm xưa. Ba cố gắng chữa trị bệnh để có sức khỏe tốt nhất đến gặp con. Bây giờ dù con không muốn nhận lại ba, ba cũng không oán trách gì. Ba sẽ lặng lẽ rời đi như 4 năm trước. Anh im lặng phút chốc, cuối cùng nặng nề quỳ xuống chân ba mình cúi mặt. Ba, trước giờ con luôn sống tự cao tự đại, không hề có khái niệm cúi đầu hay quỳ gối trước mặt ai hôm nay con làm hành động này chỉ muốn gửi lời xin lỗi chân thành từ sâu đáy lòng con chính con tự mình đem về người phụ nữ tâm địa khó lường dẫn đến gia đình tan vỡ hại ba bây giờ phải sống cuộc sống tàn phế con thực xin lỗi lời xin lỗi muộn màng anh luôn ấp ủ cuối cùng cũng được tuôn ra anh đã chờ đợi được ngày hôm nay ngày mà tâm hồn anh được thoải mái nhất ngày mà đã gửi trả câu trả lời muộn màng phải, anh nợ ai đó lời xin lỗi Món nợ đó lâu rồi anh mới có thể trả được Anh bất giác gọi tên cô Thuần Mỹ à Cô nghe thấy tên mình có chút hoảng loạn Nhanh chóng lấy lại tinh thần chạy lại chỗ anh Đây là ba của anh Và cũng là ba của em Cô cũng nhanh chóng quỳ xuống cạnh anh lễ phép cúi đầu chào Con chào ba Được rồi, được rồi Hai đứa đứng lên đi được không Ba không muốn thấy cảnh tượng này chúng con sẽ đứng lên nếu ba chấp nhận ở lại để chúng con có thể chăm ba suốt quãng đời còn lại con mama đồng ý để cùng chào đón đứa con đầu tiên của con vào tuần mỹ đó là đứa cháu đầu tiên của ba ông trịnh thực xúc động ông rơi nước mắt lần nữa ông cắn răng để không bật ra tiếng khóc nức nở mà gật đầu ông thực sự nhớ gia đình nhớ cuộc sống gia đình lắm rồi ông như bao người già về già rồi chỉ muốn sống bên con cháu Hợp đứa phải tận mắt chào đón đứa cháu đầu tiên của ông Ông mới yên lòng Thấy ông gật đầu Cả hai mừng rỡ nghe lời ông đứng dậy Thuần Mỹ Con mang thai được mấy tháng rồi Dạ được ba tháng rồi ba Ờ à, vậy là tốt rồi Lần lượt từ bà Lương đến dì Hà Chào hỏi ông Để tạo sự thân thuộc của gia đình Vậy là cả một gia đình năm người Sẽ cùng sống trong căn nhà rộng lớn Nhưng vô cùng ấm áp này và sắp tới chào đón thành viên thứ sáu của gia đình. Thời gian thấm thoát trôi qua, bụng cô lớn rất nhiều. Chính xác bây giờ cô mang thai được 9 tháng, hơn một tuần nữa cô sinh rồi. Tâm trạng bây giờ vừa hạnh phúc vì sắp được làm mẹ, sắp được nhìn bé con của mình, lại vừa bất an trong lòng. Vì đây lần đầu tiên cô mang thai, lần đầu cô sinh con nên có rất nhiều lo lắng bỡ ngỡ. Cô ngồi trên giường, tay sờ sờ bụng lớn của mình, lo là vậy nhưng vẫn mỉm cười. Anh từ trong phòng tắm đi ra Thấy cô ngồi đó vẻ mặt có chút căng thẳng liền hiểu tâm ý của cô Anh bước nhanh phía chiếc giường ngồi xuống cùng cô Em đang lo lắng phải không? Cô ngước mặt nhìn anh ké gật đầu Cô có chút chút Đừng quá căng thẳng Anh luôn bên cạnh hai mẹ con Lúc em sinh anh sẽ vào cùng em Cái gì? Anh theo em vào phòng sinh làm gì? Như vậy không được đâu Bác sĩ làm gì đồng ý chứ Anh muốn thì chắc chắn là được Không ai có đủ gan cấm cản anh đâu mà hơn nữa em sinh con ở bệnh viện tư nhân riêng của anh các bác sĩ y tá ở đó là cấp dưới của anh họ dám cãi lời anh à thế yeah. ừ thật mà đi ngủ thôi vợ anh đỡ cô nhẹ nhàng nằm xuống giường nhanh chóng nằm kế bên cô ôm lấy cô cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ được tầm 4 giờ sáng bụng cô có chút dâm gian đau đau mở mắt ra tay ôm lấy bụng vì tưởng nghĩ bản thân muốn đi vệ sinh cô bước xuống giường không ngờ vừa đặt chân xuống bụng bất ngờ đau đớn cực hạn Mồ hôi lạnh toát ra đầy chán Cô cắn môi chịu vì nghĩ đó là dấu hiệu bình thường của phụ nữ mang thai Vì có một tuần nữa cô mới sinh Nhưng dường như nó càng lúc càng đau Bất giác đau quá cô la lên một tiếng Anh nằm cạnh bật dậy Cặp mắt vẫn lờ đờ khi nhìn thấy hình ảnh của cô trước mắt Bà xã ơi em sao thế Trời ơi, bụng em đau quá Thực sự thực sự đau lắm Cô vừa nhăn mặt vừa nói Anh dối quá chạy ngay ra khỏi phòng rồi gọi người Anh xuống cạnh cô trần an em hít thở sâu nào hít thở sâu đi như thế bớt đau hơn đấy bác sĩ bảo anh như thế nào dáng chút nhé anh đem tới bệnh viện nói rồi anh tiện tay bóc lấy điện thoại của mình mọi người sau khi nghe anh gọi lập tức tới phòng hai người bà lương dị hà bước tới gần xem triệu chứng của cô khẳng định cô sắp sinh rồi điều đó làm anh phát điên cả lên vì lo lắng thế quái nào bảo một tuần nữa mới sinh ẩn phim điên cuồng anh gọi đến bệnh viện năm phút nữa tôi đưa bà xã tôi tới cô ấy sắp sinh rồi các người mau chóng chuẩn bị đi nhé Nói dứt câu không cần sự trả lời của đối phương anh tắt máy Mẹ à mẹ lấy đồ cho cô ấy đi Con bồng cô ấy xuống xe Anh nói rồi bế ngang cô chạy xuống lầu Vì thân hình cô nhỏ nhắn Tuy bụng lớn nhưng rất gọn gàng Chứ không sổ xề như những người phụ nữ khác Thư ký Lâm gấp gáp lái xe Rồi mở cửa xe cho anh Anh cho cô ngồi vào trong rồi nhanh chóng ngồi vào Mọi người trên lầu nhanh chóng chạy xuống ngồi vào xe Xe chạy với vận tốc chóng mặt Nhưng người nào đó ngồi kia vẫn hối chạy đi như giặc ấy Nhanh chút nữa đi nhanh lên Nhanh hết cỡ luôn đi Tôi không muốn thấy cô ấy đau chút nào nữa đâu Vâng 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 được rồi anh Trong lòng thư ký Lâm thầm ai oán Xe chạy không thấy người đi đường Còn hối cái gì nữa chứ Đau đau quá đau quá Cô chịu không nổi Đành la thất thanh khiến mọi người trong xe càng nóng ruột Anh ngồi cạnh ôm lấy cô Mặc cho cô vì đau mất ý thức cắn vào tay mình Máu tươi dỉ ra một chút Nhưng vẫn không có biểu hiện gì Anh vẫn im lặng ôm lấy cô Tuấn ơi, con rút tay ra kìa, con bé nó làm con bị thương đấy. Lúc này nó không nghĩ được cái gì đâu con ơi. Còn không sao đâu ạ, nếu cắn con cối giảm đau thì cứ để cối cắn. Thấy cối thế này, cô cũng không còn cảm giác đau nữa cơ. Tới bệnh viện, anh bế cô vào trong rồi đưa cô vào phòng sinh. Đúng lúc đó nước ối vỡ ra, cô nằm trên bàn phẫu thuật lạnh lẽo, đau đớn khắp thân, đau đến phát khóc nước nở. Đau quá, thực sự đau lắm. Cô đau, lại không dám nói ba chữ không sinh nữa. Vì sợ như thế ảnh hưởng đứa bé Sẽ không hay chút nào cả Có cách nào làm cô hết đau không vậy Thưa chị Tổng Phu nhân muốn hết đau thì phải cố gắng xin nhanh thôi ạ Anh nghe vậy quay ca cầm tay cô Em ơi dáng đi một chút nữa thôi em Đau đau lắm luôn ý Cứ một lần dặn ra Cô lấy sức rất nhiều Rồi nặng nề hít thở sâu Mồ hôi đầm đìa trên trán đau đớn lắc đầu Một lúc lâu sau Cuối cùng tiếng khóc em bé vang vọng Anh thở vào nhẹ nhõm Cô gục ngã nằm thở gấp Nước mắt chảy ra với dư âm của sự đau đớn đến chết đi sống lại Anh rơi nước mắt nhìn cô Vợ ơi, sinh một đứa thôi nhé Một lần thế này đủ lắm rồi Anh không cần con nữa đâu, không cần nhiều đứa Một đứa là đủ rồi vợ ạ à. Trịnh Tổng à, phu nhân sinh một bé trai nặng 3kg Y tá vừa bế bé, lại phía anh vừa nói Anh hạnh phúc rạng rỡ nhìn bé con Đứa bé được đưa đi vệ sinh sạch sẽ Còn cô vào phòng hồi sức cho thai phụ Mọi người nhanh chóng theo vào phòng cô nằm vì cô trải qua cơn đau đớn kịch liệt mà kiệt sức nằm bất động trên giường bệnh. Ánh nắng phủ khắp gian phòng của biệt thự tông đen trắng đầy phong cách thượng lưu, những bụi hoa hồng đỏ thẫm nổi bật trong nắng. Lưu Tuần Mỹ thích hoa hồng nên người nào đó cho trồng hoa hồng khắp mọi nơi. Mỗi bụi là một màu sắc khác nhau, hoa hồng vàng, xanh, đỏ, hồng trắng được trồng đầy đủ trong vườn. Bây giờ là 7 giờ 30 phút sáng, Người làm rộn ràng làm việc nhà Ra vào nhộn nhịp Một cậu bé vóc dáng khôi ngô Vui vẻ chạy ra khu vườn hoa hồng đầy màu sắc Nhìn từng bụi hoa hồng Cậu sờ sờ vào chúng Miệng cười toe toét lộ cái lúm đồng tiền sáng lạ Cậu bé có nước da còn trắng hồng Tựa như phấn Mắt to mi dài Trên mũi cao thon nhỏ Đôi môi mọng trúm chím khi cười lại lộ lúng đồng tiền rất đáng yêu Tuy còn nhỏ Những cặp lông mày sắc bén tự kiếm Nhìn tổng thể đủ biết cậu là công tử đốn tim phụ nữ trong tương lai Hào kiện à, bán sáng thưa con Người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần đứng cách cậu không xa Nghe có người gọi, cậu quay mặt lại nở nụ cười rạng rỡ Mẹ Vào vừng bữa sáng nào, ba con sắp xuống rồi đấy Nhưng con không muốn ăn đâu, con không đói Nhưng mà ông bà rất buồn khi Hào kiện không chịu ăn Con không muốn dùng bữa sáng cùng ông bà ư Có nữa, không sợ ba à? Nhưng con Cậu bé chưa kịp nói hết câu Thì ở phía sau vọng tới giọng trầm ấm không kém phần nghiêm túc Con có phải đàn ông không thế? Nam Nhi ngay cả bữa sáng cũng không chịu ăn là thế nào à con? Người đàn ông vóc dáng cao lớn vẻ ngoài bước người đứng rõng rạc nói Ngay lập tức cậu bé đứng dậy phủi tay đi tới Con muốn dùng bữa sáng ạ? À? Ừ, ngoan lắm Vì con muốn mau trong lớn để có khí phách giống ba Lúc đó sẽ có phụ nữ xinh đẹp để làm vợ như mẹ vậy được rồi, tốt, lại đây ba bế. Thế là cậu bé xà vào lòng ba mình, ba bế cậu bé lên cùng. Hình ảnh này thực sự rất đẹp. Chỉ 4 tuổi, cậu rất thích được nuông chiều. Đối với những người trong gia đình, cậu hay làm nũng, nhưng với người ngoài cực kỳ ngầu. dáng vẻ ngang ngược bá đạo, khác gì ba nó đâu. Và trong nhà, thức ăn bày sẵn lên bàn. Người đàn ông và hai người phụ nữ độ tuổi trung niên ngồi đó trò chuyện vui vẻ. Thấy ba người vào lên tiếng. Trịnh Tuấn, thuần Mỹ à, hai đứa vào dùng điểm tâm đi, Hôm nay thứ bảy Hào Kiệt không cần đến trường nhỏ Giọng hiền từ của bà Lương cất lên Bà ngoại ơi hôm nay con không cần đến trường ạ à? Cả nhà dùng bữa sáng vui vẻ Khi bữa sáng kết thúc Anh đứng dậy đi lên lầu Hào Kiệt ôm lấy đùi anh Chuyện gì vậy con trai Hôm nay con đến công ty làm việc với ba được không Tất cả mọi người nghe vậy tròn mắt Không hiểu cậu muốn gì Anh ngồi xổm xuống tay vuốt má cậu Sao con muốn đi công ty với ba Đây là lời đề nghị đầu tiên của con trai anh rất hứng thú muốn biết, Cậu nhóc này suốt cuộc muốn cái gì? Vì con muốn có dáng vẻ ưu tú như ba, Còn một cậu công ty này, Muốn làm việc một cách chuyên nghiệp này, Muốn thành đạt như ba nữa, Còn muốn mau lớn để cưới thường nghi làm vợ, Lúc đó có nhất định thành công giống ba, Vừa có công ty, có có cả vợ đẹp nữa. Mọi người ai cũng ngỡ ngàng với câu nói của cậu, Cái gì chứ? 14 tuổi lém lỉnh như vậy. Nghe lời nói của họ ai cũng bật cười, Còn cô vui vẻ vì con trai khen mình đẹp, con anh tự hào với cách nhìn nhận của con trai Nhưng hôm nay ba không đến công ty Sao thế hả? Hôm nay cả nhà chúng ta đi dã ngoại Có thấy sao? Yeah, hay quá ạ à. Vậy con lên phòng lấy quần áo cho mình thôi Chúng ta có kỳ nghỉ hai ngày một đêm Anh nói ý để cậu lấy đủ số lượng quần áo mình cần Cậu vâng một tiếng rồi chạy một mạch lên phòng Lúc này cô nói Anh không đến công ty thật á Ừ, bà xã Chuyện anh nói làm sao đùa được Hơn nữa anh còn nói với con rồi mà thế đi dã ngoại á, ừ mọi người chuẩn bị đi nhá. nói xong anh cũng lên phòng, cô đi lên theo anh. vừa bước vào thì anh bỏ vali quần áo của cả hai. sao đột ngột muốn đi dã ngoại thế ạ? anh muốn gần gũi hơn với con, gia đình chúng ta ít khi ra ngoài dã ngoại với nhau. anh muốn nhân dịp cuối tuần mình thắp lửa gia đình một chút. sau khi hành lý đầy đủ, mọi người bước lên xe, xe bắt đầu lăn bánh đến nơi dã ngoại anh sắp xếp. anh đã thuê khách sạn, khách sạn gần biển nên khung cảnh vô cùng đẹp. cất hành lý vào phòng mình rồi cả đại gia đình cùng ra biển dạo chơi. Một lát sau, có người mang đồ ăn, tấm thảm lớn để lót ngồi. Vui vẻ chơi đùa cùng nhau, rồi ăn một ít thức ăn. Cô lấy trái cây đưa cho mọi người, dưa lưới được cắt gọt tinh tế mát lạnh, làm cô muốn cắn ngay để tan đi cái nóng. Không ngờ vừa đưa vào miệng, cảm giác buồn nôn ở đâu kéo tới. Cô tức khắc bỏ miếng dưa lưới xuống chạy hụt mạng. Anh lo lắng đuổi theo cô. Cô cố nôn nhưng không nôn được gì, nó nghẹn hết trong họng cô ấy. Để tới thì dì Hà lên tiếng, Thuần Mỹ ơi con sao thế Ông Trịnh cũng hỏi Con ổn không hả Con không sao đâu ạ Chỉ là con cảm thấy buồn nôn thôi Con nói mình bị trễ hả Có khi nào mang thai không Câu hỏi của bà làm cô thất tỉnh Phải rồi trễ hai tháng nay Vậy là cô sắp làm mẹ hai con à Mà đành đần ra hỏi Bà sao ơi em mang thai à Nói thật sau khi chứng kiến cảnh cô sinh con Anh đau đớn chết đi sống lại có được cậu con trai này anh hài lòng lắm rồi giờ tiếp tục chứng kiến cô mang thai cực khổ ăn uống không được sinh con đau đớn anh không chịu nổi khi chứng kiến cảnh tượng đó lần nữa nhưng thú thực rất mừng khi cô và anh có thêm một bé con anh rất muốn có nhiều con với cô nhưng thấy cô đau thì lại thôi hào kiện lúc này vui sướng mẹ ơi mẹ có em bé á ôi mẹ giỏi thật đấy mọi người bật cười với cậu bé thời gian tấm thoát trôi qua Mới hôm nào Lương Thuần Mỹ nặng nề với cái bụng bầu to vượt mặt, ngày đêm khó chịu hành hạ Trịnh Tuấn. Giờ đây đã xuất hiện baby xinh đẹp, gia đình nhỏ của cô và anh đủ nếp đủ tẻ. Bé gái nhỏ sinh ra có nét giống cô rất nhiều. Ý ra như vậy Lương Thuần Mỹ được an ủi vì cậu con trai giống anh như đúc. Cứ tưởng sinh con xong, anh thoát khỏi chuỗi ngày gian nan, không ngờ nó là lúc bắt đầu. Một lần nữa anh trải nghiệm cảm giác bố bỉm sữa cái đây 5 năm. Đến công ty thì nhớ vợ con, về nhà thì muốn khóc vì khổ Anh chưa từng nghĩ bản thân thê thảm thế này Vì lương thuần Mỹ mới sinh được 3 tuần Chưa thể hoạt động mạnh Dù có sự giúp đỡ của mọi người Anh vẫn phải lo cho hảo kiện Rồi lo sang bé Hy Văn Ai ngờ được Người đàn ông lạnh lùng cầm bút phê duyệt hợp đồng trăm tỷ đô Lại thành thạo thay bỉm cho con Lương thuần Mỹ vừa tắm rửa sạch Sau đó bước ra khỏi phòng tắm Thấy Trịnh Tuấn ô con gái vỗ về cho con ngủ Áo tê trang đội anh cởi Tùy tiện vứt lên ghế sofa Bây giờ anh chỉ mặc áo sơ mi trắng Tay áo săn lên Tháo vài cúc áo cho mát mẻ Ô con gái tựa vào đầu giường Thẫn thờ hát ru Chồng anh đúng là tội nghiệp Này sao vứt áo lên sofa thế kia Nào khẽ thôi em Anh ra hiệu nhẹ nhàng Do rén ôm bé cưng bỏ vào nôi Thế mà 3 phút con gái ngủ ngon trong vòng tay anh Chị Tuấn làm nũng Anh chỉ gấp quá thôi Thái bỉm cho con Du con ngủ Cho nên mới vứt như vậy Bà xã không thương tiếc tấm thân vàng của anh à anh ấy, nó vừa vừa thôi Đâu có Chỉ sến mỗi mỗi mình em thôi Em biết rồi, thương ông xã của em Lương Thuần Mỹ nói rất câu Hôn vào má anh một cái Chị Tuấn nhanh chóng tận dụng cơ hội ôm lấy cô Hít hà hương thơm trên cơ thể cô Mà đúng là tê cả người Tê không an phận, sờ soạn người cô Ông xã, bây giờ chưa được Câu nhắc nhở của cô làm anh bừng tỉnh Ngay lập tức vấn đề sức khỏe của cô làm anh tỉnh táo Ngừng sờ soạn lung tung Chuyển sang ôm cô thực chặt Ôi má ơi cái hương thơm này Cơ thể này em khó có thể kìm được Nhưng vẫn phải cố gắng chứ biết sao Kể cảm để bản thân sắp trụ không nổi Anh bu cô ra Sau đó đi vào nhà tắm Thuần Mỹ hiểu anh vào đó có mục đích gì Chỉ biết ngoan ngoãn ngồi trên giường Chờ anh tỉnh táo lại Khi anh bước ra từ nhà tắm Cô có chút nhị không được cười Này cười sao thế Lương Thuần Mỹ chỉ biết cúi mặt xuống Cố gắng nhịn cười thôi bà xã em đừng thả tính anh trong khoảng thời gian này đấy nhá ai thả ai không quan tâm nhưng em thì không chịu nổi đâu em thả tính gì anh chứ lường thuẩn mỹ ngây thơ hỏi anh vừa rồi chẳng phải à để lúc anh không kìm được ấy đừng có oán trách anh nhá anh lường thuẩn mỹ đỏ mặt lên thôi bà xã đừng giận nhá anh đi xuống mang cơm lên cho em ăn anh xuống anh mang cơm lên cho cô canh bé con cho cô ăn phóng lúc con dậy mà cô chưa ăn xong khi cô ăn xong, anh bưng xuống rồi dùng bữa tối. Xong anh quay ngược lên du con ngủ để cô ngủ sớm. Con ngủ, anh sang xem vở viết, vợ học của con trai, rồi cho con trai đi ngủ. Xong lại quay qua làm việc một chút rồi mới lên giường ngủ. Nửa đêm con thức, anh rốt sáng chạy tới để bế, nhằm cho con bé nín không ảnh hưởng tới giấc ngủ của bà xã mình. Một ngày làm việc trôi qua, Trịnh Tuấn trở về với khí tế hừng hực. Vừa mở cửa phòng ngủ, thấy cô đang cầm điện thoại mà video call trò chuyện vui vẻ ngay cả đứa con gái của anh cũng tham gia mà còn tách miệng cười không cần nghe anh cũng biết đó là ai và trong anh đóng nhẹ cửa đi vào phòng quần áo thì cô đi ngang qua tiện thể anh cũng quăng cho một câu tôi thấy cậu cũng khá già rồi đấy mau chóng có vợ sinh con đi chứ ngay lập tức trong điện thoại vang lên một tiếng cười của người đàn ông cai vui vẻ nói em nhắn cho cậu ta tuần sau anh về trung quốc sẽ đưa theo vị hôn thê nhé Thật đấy hả? Lương Thuần Mỹ bất ngờ hỏi. Nhìn anh giống lừa em à? <laughs> chúc mừng anh Kai. Thực sự chúc mừng anh. Thế anh về đợt này lâu không ạ? Cảm ơn em nhé. Lần này định cư luôn. Anh cũng có tập đoàn ở trong nước. Mẹ anh muốn ở quê nhà. Và anh cũng rất yêu đất nước mình. Anh và mẹ cùng cô ấy sẽ trở về định cư luôn. Thế thì tốt quá rồi ạ. Ừ, khoảng 2 tuần nữa anh sẽ kết hôn. Đợt này về anh gửi tiếp cưới đấy. Vâng, em rất mong đợi. Lương Thuần Mỹ vui vẻ cười. Cuối cùng Kai cũng về tới Anh cùng vị hôn thê Cùng với vợ chồng Trịnh Tuấn và Lương Thuần Mỹ Có bữa tiệc thịnh soạn chào đón nhau Có nhàn mừng vì người bạn thân về nước định cư Quan trọng hơn Anh ấy tìm được hạnh phúc của cuộc đời mình Nếu anh tiếp tục độc thân Lương Thuần Mỹ sẽ cảm thấy anh ấy Và Trịnh Tuấn cũng không an lòng cơ Ina là cái tên cô vợ tương lai của Kai Dù mạo xinh đẹp, thuần khiết Nhưng có thiện cảm vì sở hữu về ngoài lương thiện Ngày cưới của Kai và Ina cũng tới Nhìn thấy ca hạnh phúc Lòng Trịnh Tuấn và Thuần Mỹ hạnh phúc theo Chúc mừng hạnh phúc chị Tuấn vui vẻ Cũ ly rượu với ca và Ina Cảm ơn cậu Vì đang cho baby tea Lương Thuần Mỹ không thể uống được Khá là tiếc Không uống được rượu Nhưng em chúc được không Chúc mừng hôn lễ của anh với Ina Hai người hãy sống hạnh phúc nhất có thể Xin chúc mừng Cảm ơn em Thuần Mỹ à ừ, Cảm ơn em nhé Còn như bây giờ ai cũng có cuộc sống của riêng mình Hạnh phúc là được rồi Cuối cùng ai cũng có bến đỗ Không ai mãi cô đơn chơi cõi đời này Phải không nào Và các bạn thân mến đến đây thì câu chuyện dài Cũng xin được kết thúc um, Một happy ending Rất là vui cho tất cả các nhân vật của chúng ta Các bạn cảm thấy câu chuyện này như thế nào Hãy chia sẻ lại cảm nhận của bạn dưới phần bình luận Và nếu như mà muốn đón nghe thêm rất nhiều câu chuyện hay hấp dẫn khác Thì uh, hãy tiếp thêm động lực cho Mai Cũng như team chuyện bằng cách là đăng ký kênh Và nhấn nút chia sẻ nữa các bạn nhé Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại mọi người